10 phần rau quả mỗi ngày là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ. Một phân tích mới đây cho thấy, nếu bạn muốn tăng tuổi thọ, 10 phần rau quả mỗi ngày có thể là công thức tốt nhất. Ăn nhiều rau quả giúp giảm tỷ lệ đau tim, đột quỵ, ung thư và tử vong sớm. Các nhà nghiên cứu ước tính nếu mọi người ăn đủ 10 phần rau quả mỗi ngày, có thể phòng ngừa 7,8 triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn thế giới. Hiện nhiều cơ quan y tế khuyến nghị nên ăn ít nhất 5 phần 400 g rau quả mỗi ngày. Mặc dù 5 phần rau quả là tốt, sau 10 phần thậm chí còn tốt hơn. Tác giả nghiên cứu Dalphin O thuộc trường y tế công cộng Đại học Hoàng gia Luân Đôn nói, nhóm nghiên cứu cho biết thậm chí chỉ hơn 2 phần mỗi ngày cũng mang lại sự khác biệt. Mỗi ngày ăn 2,5 phần rau quả, 200 gram, có liên quan với giảm nguy cơ bệnh tim 16%, đột quỵ 18%, bệnh tim mạch 13%, ung thư 4% và tử vong sớm 15%. Mỗi ngày ăn 10 phần rau quả còn mang lại mức giảm lớn hơn, 24% nguy cơ bệnh tim, 33% nguy cơ đột quỵ, 28% nguy cơ bệnh tim mạch, 13% nguy cơ ung thư và 31% nguy cơ tử vong sớm hoa quả và rau được cho thấy là giúp giảm nồng độ cholesterol, huyết áp, tăng sức khỏe mạch máu và hệ miễn dịch. Lợi ích có được là do hoa quả và rau chứa một loạt dưỡng chất, ví dụ các chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương ADN, qua đó giảm nguy cơ ung thư. Trong phân tích này, các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia London đã phân tích 95 nghiên cứu gồm gần 2 triệu người, Kết quả được đăng trên tạp chí International Journal of Epidemiology ngày 22 tháng 2.